đâu đấy. Giờ mình đi ăn bún đỏ. Bún bình thường sẽ có màu trắng nhưng mà bún này sẽ có màu đỏ. Là như đọc trên review vậy thôi, gì cũng chưa ăn. Giờ mình ở Buôn Ma Thuột nhưng mình chưa ăn bao giờ. Chưa. Đặc sản Buôn Ma Thuột đó mà nhìn. Đây là quán nổi tiếng. Đúng rồi. Bún đỏ nổi tiếng Buôn Ma Thuột. Đúng rồi. Đúng rồi, đây đúng rồi, đúng chỗ. Đây là nước nồi nước. Đây là nồi nước. Hay gọi nước có màu đỏ rất là đặc trưng. Đây mày ngoài đường. Chỗ nào là bán vé số không chị? Dạ, đi dạo rồi anh này. Không có bao nhiêu đi. Dạ, dạ. Dạ, nước riêng, nước riêng. Nước riêng à? À, là chú làm nha. Dạ. Hồi hộp quá không biết quán bún này sẽ như thế nào. Lần đầu tiên ăn. Lần đầu tiên ăn luôn. Chanh. Hâm ngon hâm. Giống canh bún Sài Gòn quá hả? Hâm bún. Điều đâu có riêu đúng không? Ăn gì con quả? Bún đỏ. Bún wow. Canh. Bây giờ chị sẽ ăn. Trời ơi, nó là màu đỏ. Rất là to. Đây là bằng cái hạt điều á, cái màu của hạt điều á. Mẹ như cơ đoàn, nó màu đỏ là làm từ hạt điều. Ngon quá mọi người. Ôi trời ơi. Cái hôm nay mà còn nguyên nè. Quán này là quán vị hè ha. Quán này nổi tiếng vậy nhưng bán vị hè. Mà rất là rẻ. Quán này chắc phải 15 năm rồi đó nhỉ. Rồi đó. Chúng rồi. Có hỏi em hai cô chú rồi em. Là một cô bao nhiêu vậy ạ? Cô 25 ngàn em. Tôi dạy 25 ngàn thôi nha mọi người. Rẻ quá. Dạ vậy cho con gửi tiền. Chú bán bao nhiêu năm rồi ạ? Chú bán trên 20 năm rồi. Hơn 20 năm rồi. 20 năm rồi. Hồi trời ơi là cái thời mà bé đầu chú mới có 2 tuổi rồi. Mà bây giờ nó tới hai mấy tuổi rồi. Lấy chồng rồi. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Trời ơi, vậy là cái quán này là từ cái lúc mà mẹ em đi học ở trên này là mẹ em đã ăn rồi ấy Nhi. Ừ, mẹ Nhi lúc nãy cũng ngồi kể là mẹ hồi mẹ đi học rồi mẹ sẽ ăn quán này. Quán này sẽ dành cho những người như sinh viên, học sinh mà ăn xế. Người ta sẽ ăn cái này để tiết kiệm chi phí. Và rất là ngon luôn. Mọi người thấy ngon không? Ngon. Mọi người phải thử nha, mọi người phải thử nha. Rồi. Bây giờ mình di chuyển đến điểm tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đi ăn. Dây dây. Là quán gia truyền rồi đó. Đây có thể loại là quán ốc gia truyền. Đặc biệt nhất là món nước chấm.
31 Mai Hắc Đế. 31 Mai Hắc Đế. Xin mời mọi người có thể đến trong. Lá chanh. Không hấp dẫn. Lá chanh đâu ra đi má. Có lá chanh nữa. Đâu hả? Sẽ với lá chanh đúng rồi. Lá bưởi lá chanh. Lá bưởi lá chanh thì mình rồi với ẩm bưởi có hấp xả. Hấp xả, ốc bưu hấp xả. Ngon không nhỉ? Có cốc không cô ơi? Chưa có cốc rồi chị. Tới với mình giữ xoài. Ăn ngon cái đây nè. Nè con hết đã. Con ăn đâu? Ngon quá chị tập trung ăn rồi không nói luôn. Nên lời luôn rồi nhỉ. Giữ xoài rồi. Ốc này thường phải chế biến rất kỹ. Còn nếu như mà mình không chế biến kỹ thì nó sẽ bị tanh, có mùi buồn quá. Đúng không cô? À. Cảm nhận cái ngon đang đi lịa. Vì ăn ốc như kiểu là chưa bao giờ được ăn vậy. Giới thiệu với Nhi là đây là quán trà sữa signature của Buôn Ma Thuột. Dạ yeah, hả? Nhi chưa uống ở đây bao giờ hết á. Cái này là quán của Bông Recommend. Cho nên cô muốn uống thử. Ai mà uống trà sữa là phải mua cái phải mua quán ở quán này nha. Ok. 1995. Ủa là cái quán trà sữa này từ năm 1995 hả? Chắc là như vậy. 7 hours later. Xong chưa? Ngồi. Một ly bao nhiêu? Một ly 20.000 và sai lớn á. Trà sữa chân trâu luôn á hả? Chân trâu trắng á. Rẻ nhá. Trời ơi. Giờ đợi tới lượt hả? Ừ. Bây giờ mình sẽ review quán trà sữa signature ngon nhất của Buôn Ma Thuột. Đầu tiên mình sẽ lắc đều trà sữa. Mình lắc thì mình phải như nào? Tiếp theo mình sẽ hấp. Ngu quá. Cầm cái này cho như đây. Ngu. Đó để làm cái gì vậy? Mũ sô chu hay gì? Sau đó mình sẽ dùng chiếc ống đã được đính kèm với trà sữa, dùng một lực vừa phải gắn thẳng vào chính giữa. Wow. Cách dứt khoát. Ngon. Ví dụ như là coi mà không bị ngọt. Đặc biệt là không hề ngọt. Coi với ông cha 10 điểm thế này bao nhiêu điểm? Nhi nghĩ là nếu mà để Nhi cho điểm á thì Nhi nghĩ là nếu mà coi với ông cha 10 điểm thì cái này khoảng 9 điểm rồi. What the heck? Yes. Vậy luôn quá hả? Ừ. Bởi vì nó không bị ngọt nha. Nó không làm cho mình bị ngọt nha. Mà Nhi rất thích cái kiểu mà không ngọt. Ok. 1, 2, 3 chụp hình nè. Pause. Pause. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nè tạo gì tạo kiểu tiếp nè. Yeah. Nãy giờ không chụp tấm nào hết đó mà phim không à. Sau chuyến đi này em phát hiện ra là Nhi không hề đi Buôn Ma Thuột thường xuyên. Ừ, Nhi không có đi Buôn Ma Thuột nhiều lắm. À, mỗi lần Nhi đi thì Nhi cũng không phải là đi lòng vòng đi chơi á. Đi thường là có công việc chứ không phải là đi chơi. Đây là ngày đầu tiên mà chị là đi ăn chơi không á. Đi chơi hả? À, có dịp á, em dắt Nhi đi mấy quán cà phê siêu đẹp luôn ở Buôn Ma Thuột. Đã quá giờ. Nhưng mà có thời gian mới đi được nha. Ừ. Để lần sau đi, Nhi biết lái xe rồi Nhi chở Bông đi. Okay. Đúng không? Lúc đó thì hai đứa mình thoải mái hơn. Ok. Lái xe. Nhi đang học bằng lái xe đúng không? Ừ, Nhi đang học bằng. Hàng mấy Nhi thi? Chắc khoảng 6 hoặc 8 á. Đúng rồi. Chuyến đi ngày hôm nay Nhi sao Nhi? Dễ thương rồi mày đi theo. Nhưng mà rất là vui. Hồi trước á, Buôn Ma Thuột á không có phải là một cái địa điểm du lịch đâu, nhưng mà dạo gần đây á, khi mà cái nhu cầu du lịch nó nổi lên á thì ở Buôn Ma Thuột người ta cũng bắt đầu phát triển nhiều cái hoạt động du lịch và cũng khá là nhiều tụ điểm ăn chơi. Đúng rồi. Bây giờ em sẽ chợp mắt đây nè. Dạ bạn có cơm nữa nha.
nhập. Me too. Mọi người ăn gì ăn đi.